Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2020 và đồng hành cùng với quý vị tôi là Kim Yến. Còn tôi là Bích Phượng, sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Trong bối cảnh các thành phố lớn đang thiếu nghiêm trọng về sân chơi, các con chơi ở đâu, chơi gì cho an toàn, bổ ích, tránh được tai nạn, thương tích là điều mà phụ huynh lo lắng. Và mới đây, một khu vui chơi vận động kết hợp với giáo dục và khoa học vui, đặc biệt là giúp phát triển IQ và EQ cho các bé từ 0 đến 11 tuổi như là Sasuke nhí, mô hình thành phố thu nhỏ, tường Lego sáng tạo hay là các lớp học về vẽ, múa đã ra đời. Trên tinh thần lấy trẻ em làm trung tâm, ưu tiên hệ thống khử trùng hiện đại để tạo môi trường sạch sẽ, giúp trẻ vừa học vừa tham gia các hoạt động bổ ích. Với định hướng là nơi kết nối yêu thương của gia đình, khu vui chơi xây dựng mô hình theo quy chuẩn Nhật Bản và Bắc Âu, đề cao sự phát triển thể chất, mong muốn và sở thích của bé, đồng thời ứng dụng công nghệ nhằm giúp bố mẹ nắm bắt thông tin của con trong suốt quá trình vận động. Smart Kids không giới hạn thời gian tham gia, số lượng người lớn đi kèm hay khu vực vui chơi, và xây dựng không gian chờ riêng cho các bố mẹ, cũng như không gian tổ chức sự kiện sinh nhật, hội nghị. Smart Kids sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho bố mẹ và bé mỗi lần tới vui chơi và học tập tại Smart Kids. Trong thời gian sắp tới, Smart Kids sẽ tiếp tục mở rộng mô hình tại các thành phố lớn để khẳng định vị thế của mình là khu vui chơi vận động kết hợp giáo dục hàng đầu tại Việt Nam. Vừa qua, Smart Kids Playground kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi nhằm gửi lời tri ân đến khách hàng để khởi động Smart Kids Education, khẳng định tiếp tục mang nhiều trải nghiệm thú vị cho bé và gia đình, cũng như mở rộng quy mô trong thời gian tới.